Ok, buổi hôm nay ta tiếp tục làm cái trang admin. Thì thứ nhất cái này dễ thích rồi, ta sẽ đi vào đường dẫn là admin. Thì đường dẫn admin thì ở đây ta sẽ tạo ra một cái thư mục này, thư mục admin, admin. Đấy, mà hay là ta khỏi chữ admin này nhỉ? Thật rồi, lỡ rồi đi. Ok, có rất nhiều cách làm lắm nhé. Ta có thể là tạo một cái file gọi là file admin ở đây, được chưa? Đấy, cũng đó là một cách. Thế mà thôi, ta sẽ tạo ra một cái thư mục riêng admin đi. Ok. Mà admin mà thư mục riêng thì view thì ta lại để chung ở đây. Thôi, xóa đi. Ta kệ nó đi. Không biết sao cho nó hợp lý rồi. Đây ta sẽ tạo ra một cái tập tin là index này. Chấm php. Đấy, index php. Vậy khi mà ta đi vào thư mục admin, các bạn chọn admin thì nó sẽ chạy vào tập tin gì? Tập tin index này, index php này. Và khi đi vào đây, vấn đề đầu tiên. Đó. Ta sẽ kiểm tra xem. Nhớ chú ý ta sẽ kiểm tra nhé. Kiểm tra xem đăng nhập hay chưa. Hay chưa? Ha. Được chưa? Và nếu như chưa đăng nhập, vậy kiểm tra này, nếu như đăng nhập nhá, thì các bạn kiểm tra chữ session nhé. Tồn tại biến này, session. Đó, các bạn chỉ session. Đấy. Và để mà sử dụng biến session này thì ta học rồi, ở trên này ta bị start cái session. Đấy. Start. Đấy, ta bị khởi động cái session này. Đấy. Và nếu như chưa tồn tại biến admin user đi. Admin đi. Nếu như chưa tồn tại cái biến session user admin chưa tồn tại, để ta sẽ phủ định. Đấy, nếu như chưa tồn tại admin thì ta sẽ thực hiện chuyển hướng trang. Chuyển hướng trang thì các bạn dùng hàm header. Được chưa? Rồi. Ta sẽ đi vào hàm header nhá, hàm header đây. Ok. Header đây ta sẽ đi vào cái tập tin là login.php. Đấy. Chú ý ở đây có cái chữ gì nhỉ? Location nha. Hay gọi là chuyển hướng trang. Đấy. Và ta giờ chạy lại. Chạy lại. Khi mà ta chạy vào đây, nó chưa login thì nó chuyển hướng trang này, sang login. Vậy ta sẽ tạo một cái tập tin login nằm ở trong admin. Login ở trong admin. Đây ta sẽ tạo một tập tin login ở trong admin. Được chưa? Đấy. Admin. Và đây tôi sẽ thực hiện là HTML B5 hình nhận đô la. Đây, ta sẽ tạo ra một cái trân giao diện form login nha. Hoặc là các bạn có thể đi lên trên cái mạng ha, lên mạng form form login bootstrap 4, bootstrap 5 đi ha. Đấy. Bạn tìm một cái form login nào đó. Nhìn là mấy đứa vào sau nó làm phiền ghê nhỉ. Được chưa? Thì ở đây các bạn vào trong cái form login này. Đấy, ta lấy một cái form login nhé. Nào đó, ví dụ ở đây ta sẽ lấy cái form login này đi ha. Đây, các bạn cứ đi lấy một cái form login nào đó bất kỳ nha. Đây, tôi lấy cái form login này chẳng hạn. Đấy. Thì đây các bạn nhìn thấy cái form login này thì các bạn copy cái HTML đây. HTML đây. Đấy, các bạn copy HTML. Được chưa? HTML thì chú ý ở đây tôi chỉ copy mấy cái file này thế này. Đấy, ở trên này. Mấy cái thằng beta đây tôi vứt đi nhá. Đấy, thứ này. Đấy. Thứ hai là ta sẽ copy cái thằng gì? Copy cái thằng CSS không có ha. Ở đây ta sẽ copy cái phần nội dung bên trong là body. Ok. Thì các bạn có body này. Đấy. Khi ta chạy lên thì các bạn nhìn này, chạy lên. Đây, login. Nó chạy ra cái form login thế này. Ok ha, form login đây. Hiện tại nó có một số vấn đề cái form login của người ta như thế này. CSS chưa có, CSS đây. CSS thì các bạn chỉ cần cái này không cần tạo ra một cái file style riêng đâu, các bạn cứ để trong này cho thầy được rồi. Style. Đấy. Cái thẻ style nhé. Style.
đây để đây à, để thầy làm đẹp cốt ghê nha. Đấy, thầy làm đẹp cốt cái này. Ok các bạn chạy lại đây, chạy lại đó, nó có một cái form login thế này à, đơn giản thế này thôi ha. À, chú ý thì đối với cái set bootstrap đây, các bạn có thể lấy lấy từ cái máy tính cá nhân của mình được này. Đây này, các bạn lấy từ cái máy tính của mình thì ở đây các bạn để ý khi mình lấy này, ta đi ra khỏi thư mục admin, đi ra khỏi thư mục admin chấm chấm set này, à, vào trong thư mục public này, public này, và sau đó ta đi vào trong public này thì ta đi vào trong thư mục gì set s này, à, set n, à, set n này, và trong set s này thì ta sẽ lấy cái gì tập tin bootstrap. Ok, đây chấm đây, thì ở đây ta nhớ là ta lấy offline nha. Đấy, tương tự như vậy ở đây set s reset thì ta cũng chấm chấm này, set này, public này, public, và ở đây ta sẽ đi vào gì reset này, reset này, à, cần đi vào reset nha, à, reset đây, reset đó, và đây ta sẽ lấy bootstrap chấm min chấm reset, tiếp tục ở đây ta sẽ chấm chấm nha, set này, public, à, chấm này, set reset này, và đây các bạn cùng thiết lập reset cái query chấm min đây. Ok, và các bạn chạy lại thử cái thử đó, nó đã nhận được cái set s kia nhé. Đây, oh, à, chú ý là cái set s ở bootstrap ở đây là bootstrap của chúng ta là bootstrap 5, và nó sử dụng đây thì bootstrap 4, nó vậy nó có thức khác một chút xíu nhé. Thế mà rồi ta cần có cái form thôi, còn cái đẹp thì ta từ từ ta làm sau nha. Rồi thì thứ nhất ở đây ta sửa lại này, đăng nhập này, đăng nhập là một này. À, đây là username, là tên đăng nhập này. Đăng nhập hoặc này, hoặc này, hay sử dụng cả email này nhá, tên đăng nhập hoặc là email. Đấy các bạn chú ý là tên đăng nhập của chúng ta hoặc là email, à, có thể là các bạn sử dụng tên đăng nhập hoặc email ha. Ở trên này có một cái phần gọi là phần form login, các bạn tìm phần form login ở trên này ha, thấy chưa? Ở đây ta gọi là đăng nhập, nhập hệ thống này ha. Ok, rồi ở đây các bạn sửa cái này luôn, đăng nhập hệ thống. Ok, rồi các bạn chạy lại đây, tiêu đề của chúng ta đổi nha, đăng nhập hệ thống này. Rồi như tên đăng nhập hoặc là gì email, email thì các bạn khi các bạn gọi, các bạn để ý này, email thì các bạn gọi thế này, y gạch gì email này, và đây ta sẽ đặt dấu gì, dấu sao nha, dấu sao ám chỉ là cái gì bắt buộc ha. Còn đây là mật khẩu này, mật khẩu này, mật khẩu này. Thì ở đây ta các bạn cùng gì dấu sao luôn, đây các bạn tên là bắt buộc, ID là bắt buộc luôn này. Đây, ở đây là username. Rồi ok, xuống ở chỗ này, cái phần này thì ta không xử lý được thì ta bỏ đi cái phần này này, phần gọi là phần thứ hai là cái phần hiển thị bên trong này, phần hiển thị bên trong này thì các bạn sửa cho thầy cái thằng gì đây, các bạn thêm cho thầy cái chữ không nhớ tên luôn, buồn ghê thiệt. Thôi xóa cái này nha. Xóa cái thằng ở đây, xóa cái thằng thôi, thầy xóa luôn cả thằng này luôn. Ở chỗ này thì skip luôn cái này. Ok, rồi ở chỗ này các bạn sửa thêm cho thầy cái nút button, button đấy, và đây các bạn đặt tên là đăng nhập chưa, và đây các bạn thêm cho thầy cả lát cho nó, cả lát ptn, ptn success đi đó, thấy chưa, và kiểu của nó là submit, submit, và ở đây các bạn đặt name cho nó nè, name cho nó các bạn đặt là đăng gì, đăng nhập, nhớ viết hoa hoàn toàn nhé. Ok, còn cái phần này thì các bạn copy cái này thêm một cái này, hãy cứ để như vậy đi, rồi một tí nữa ta xử lý sau. Rồi trở lại đây,
các bạn cho nó hở hở cái này ra một chút chút xíu thì margin y bằng 3 đi. Margin y bằng 3, copy cái này để lên đây. Đấy. Để cho nó hở ra chút xíu nhìn cho nó bắt mắt ha. Đấy, chạy lại. Đấy. Rồi. Thì ở chỗ này ở đây là ta sẽ đưa vào tên đăng nhập hoặc email rồi. Rồi khi ta ấn cái nút này, khi ấn cái nút này thì nó sẽ submit đến chính nó, submit đến chính nó. Đấy, submit đến chính nó thì ở đây ta thay một cái form bao luôn nhé. Cái form này. Form. Đấy. Name. Các bạn đặt một form màu thì cũng được ha. Action này. Action đến chính nó thì các bạn để là gì? Để rộng này, form method này. Đó. Rồi các bạn để gì? Để bot này. Bot này. Ok. Và đây các bạn đóng lại. Đóng lại. Và copy cái thẻ form này. Đấy. Ok. À, đây các bạn để trong body thì đây các bạn để trong body. Được chưa? Rồi. À, F5 lại ha. Đây. Khi các bạn ấn vào cái ô. Oh. Thì bắt đầu nó bị định dạng rồi. Có vấn đề rồi đó. Form. Xóa cái này đi lại cái nào. Ok, trở lại. Trở lại các thứ nó bị lỗi gì. Ok, vậy tí nữa ta sửa lại cái đó nha. Rồi. Thế thì các bạn để thể form này được rồi. Thể form này. Thể form này. Form này. Name. Form 1. Action. Bằng. Bot này. Method này. Ok. Bằng bot này. Đúng rồi. Và các bạn copy cái thể form này. Thì ở đây các bạn để này. Ở đây có hai cái thể div. Hai cái thể div. Ở đây các bạn để thể div này. Ra đây. Đóng cái này. Ok. Và trở lại các thứ cái định dạng nó có bị lỗi nữa không nha. Nó vẫn bị định dạng luôn. Kỳ vậy. À, xem cái CSS của nó ở trên này. Form. Login. Rồi. Ok vậy. À xin lỗi, ở đây này các bạn nhìn đây có thể form này này. À, mình lại có thêm cái thể form nữa. Đây cái thể form. Đây cái thể form. Xuất hiện hai đơn form này. Đây cái form này. Đây chưa? Yeah. Và đây các bạn đặt là action đến chính nó, bot. À do vậy ở đây có rồi. Thôi không có đâu nhá. Đây. Đấy, khi các bạn ấn một cái này. Rồi. Cho ta xử lý này, khi các bạn ấn vào cái này thì ta sẽ lấy ở phía trên. Lên phía trên này, các bạn cứ để phía trên này. Đấy, con mở đột code bê bê. À, khi nào mà người dùng ấn vào cái nút này này, ấn vào cái nút xuất đăng nhập này này. Vậy ở đây là ta sẽ thực hiện gì? Nếu như insert tồn tại cái biến bot này. Bot này. Đây. Ấn vào cái tên đăng nhập thì ta sẽ thực hiện gì? lấy ra thông tin và xử lý đăng nhập. Ok ha. À, lấy ra thông tin, vậy lấy ra thông tin thì ở đây ta sử dụng cái cú pháp y chang như này. Ok. Đấy, và ta sẽ thực hiện gì? Đấy, username bằng. Đấy. Và ở đây ta sẽ gì? Password. Đây, các bạn nhớ về cái tên cho đúng nha. Username. Đấy. Và ở đây xuống, ở đây password này. Đấy. Và ở đây tôi đặt username password này. Password. Đấy. Được chưa? Và password này thì ta phải xử lý mã hóa. Thì các bạn mã hóa là SHA1 nha. Mã hóa cái password này. Đấy. Rồi. Sau vậy ở đây ta mới lấy thông tin thôi. Được chưa? Lấy thông tin. Và giờ đây ta xử lý đăng nhập. Xử lý này. Lý này. Đăng nhập. Xử lý đăng nhập nghĩa là sao? Là các bạn kiểm tra xem username
và username này, và này bát này, nguồn này có trong bảng user hay không. Đấy, vậy ở đây ta phải mở cơ sở liệu ra này. Đây. À, cơ sở liệu. Rows. Đây, và ta sẽ mở cái cơ sở liệu ra. Đây, cơ sở liệu thầy sử dụng cái cơ sở liệu là gì? Đây, và kịch bản user đây. Được chưa? Vậy, đây, thầy có hai cái tài khoản đây. Thì ta sẽ truy vấn dựa vào username và password ở đây. Hoặc là email ở đây nha. Ok, vậy, ở đây ta cần truy vấn cơ sở liệu. Thì ở đây ta cần truy vấn sự liệu này. Thì các bạn để ý này, ta phải gọi cái này vào. Gọi cái này vào. Được chưa? Vậy gọi cái này vào thì ở trong cái trang... thằng này cũng gọi, nhưng mà ta đang xử lý login thì ở đây ta xử lý login, thì các bạn đưa cái đột code này ở phía trên được, để phía trên luôn nhé, còn để phía trên này, đấy, phía trên này luôn, đấy, được chưa? À, do cái thằng này nó xử lý login như vậy, ở đây cái đột code ở đây thì vẫn phải có cái này, đấy, để phía trên luôn, login, đấy, thứ nhất là gọi này. Vậy cái này muốn gọi thì các bạn phải đi ra khỏi thư mục admin và đi vào vendor, các bạn gọi cái này. Và sau khi gọi cái này thì các bạn sẽ thực hiện gì? Ta sẽ thực hiện, ta hiện tại chưa xài cái này thì từ từ nha. Đây, đây ta cần phải gì? Cần phải gọi đến, ta vẫn cần phải gọi đến cái lớp mà sẽ truy vấn cơ sở liệu. Và lớp truy vấn cơ sở liệu thì ở đây là gì? Mút đồ. Đấy, mút đồ vào cái user này. Vậy ở đây ta cần phải gì? Gọi đến cái này. Thì ở đây ta gọi, đứng ở đây ta gọi nha. Vậy ở đây ta, đầu tiên ta phải gọi gì? User à, để tên này luôn đi. À, user này. User này. À, app này. App này. Đấy, các bạn giống như cái thằng những cái trang này thôi, các bạn nhìn, giống như những cái trang này thôi. Đấy, giống như cái trang này. Đấy, các bạn cái app một đồ vào cái này. Đó. Đấy. Nhưng ở đây ta sử dụng cái user. User ở đó cái lớp này, này. Đấy. Và ta giờ chạy lại này, chạy lại này, thì tất nhiên cái trường hợp chạy lại nó sẽ bị lỗi. Nguyên nhân là gì? Đây, à, nó không lỗi luôn hả? À, đây, à, chưa lỗi, tại vì ở đây cái user này ta chưa tạo lớp gì, thì các bạn sử dụng cái lớp có sẵn ở bên này, các bạn copy này, đấy, các bạn để bên này, ok. Ở đây ta sử dụng module, namespace của chúng ta nằm ở vị trí này. Rồi, user app database, và các bạn sử dụng là user kế thừa từ database. Đó. Và đây ta sử dụng cái bảng tên là user, được chưa? User. Đó. Bây giờ ta chạy lại này. Thì nó sẽ chạy đến đây và ta sẽ truy vấn ra một cái mẫu tin, một mẫu tin là user, và đây thầy đặt là row. À, ta cần truyền một cái gì để truy vấn user? Cần truyền vào là user name. Truyền vào username, vậy ta thực hiện select sound from table là user, where là username, là cái trường này, đấy, username đây, cái trường này, hoặc cái trường này, vậy ở đây ta sẽ kiểm tra xem cái tham số này, cái tham số vào là mail hay là tên đăng nhập, vậy đầu tiên ta phải kiểm tra username là mail hay là tên đăng nhập. Vậy để kiểm tra một cái chuỗi đưa vào, chú ý cái này chỉ là cái chuỗi thôi, cái chuỗi đưa vào là mail hay không phải là mail, vậy ở đây ta sẽ thực hiện gì? Đây, check gì? Email bs gì nhỉ, w3 gì đây, các bạn tìm cái này, tìm ở trên cái trang này, các bạn thấy này, có một cái hàm đây, các bạn nhìn cái hàm này, đây là ta có đưa một cái chuỗi vào, và đây là cái hàm này làm nhiệm kiểm tra nhiệm vụ là mail hay không phải là mail. Vậy ở đây ta sử dụng cái đồn code này để kiểm tra. Vậy ở đây ta kiểm tra này, rồi đấy, thì kiểm tra ta sẽ đưa vào cái username đó, đưa vào đây, và đây có một cái hàng số, thấy chưa?
Và nếu như cái username này nó là mail thì nó sẽ chạy vào đây. Ở đây. Vậy ở đây là mail. Email. Còn ở đây ngược lại ở đây thì nó là không phải email, có nghĩa là tên gì? Tên đăng nhập. Ok. Vậy khi mà chạy vào đây thì ta sẽ có một cái chuỗi SQL thế này. Đây, chuỗi SQL thế này. Nhưng ta dựa vào mail. Vậy ở đây ta sẽ dựa vào cái trường mail này. Thấy các bạn nhìn trường mail. Đó là email. Ok. Vậy email, email bằng username. Đây, email bằng username. Còn nếu như mà đi xuống đây này, đúng, xuống phía dưới này thì ta sẽ thực hiện là gì? Tên đăng nhập. Đấy, ở đây là ta sẽ đổ vào gì? Username. Là ta sẽ dựa vào cái trường này ta truy vấn là username. À, username. Username. Ok, và cũng dựa theo cái này. Ok. Vậy ai thì có quyền đăng nhập? Ai có quyền đăng nhập? Vậy ta phải thêm những điều kiện vào đây. Tiếp theo, những ai có quyền đăng nhập vào hệ thống này? Những người mà trạng thái bình 1 thì ta mới cho quyền đăng nhập. Vậy trạng thái bình 1 ở đây. Và ta phải có thêm một cái quyền nữa. Ở đây ta có thêm một cái quyền nữa, đó là quyền gì? Quyền là access này. Đây ta có công trường access này. Bình 1 thì mới vào. Vậy khách hàng thì không được vào, mà người quản lý được vào. Vậy đây ta chỉ cần là nói khác không thôi. Khác không thì được vào. Ok. Vậy ở đây ta sẽ có một cái trường access à, khác kìa. Khác không. Đấy, khác không. Được chưa? Thì được vào. Đấy. Thì các bạn thêm cái đoạn này nữa. Tương tự như vậy, ở dưới này các bạn cũng thêm gì? And gì? And access. Đấy. Khác kìa. Khác không. Thì được vào. À, thì có quyền vào trong quản trị. Và ở đây ta không cần gì, không cần sắp xếp gì hết. Đấy, các bạn chỉ như vậy thôi. Đấy, không đây, không cần sắp xếp nha, tại vì lấy được một mẫu tin mà. Và sau khi lấy được rồi thì ta sẽ thực hiện trả về một mẫu tin thì get round. Được chưa? Get round. Chú ý get round này là cái hàm nằm ở trong này nha, hàm trong này. Đây các bạn thấy như là cái hàm get gì, get round đây. Ok, ta dựa vào cái hàm này. Đấy. Và ta thử xem, ta log in như vậy thì đúng chưa? Vậy ở bên cái phần này. Đấy, sau khi ta sử dụng cái này thì ở dưới này, ở dưới này, ta sẽ thực hiện tạo cái lớp, cái class user, object, mình ghi chữ object, user, bằng gì? New gì? New ở đây là gì? User, ok. Đó. Và khi mà ta tạo user như này thì ta sẽ gọi đến cái hàm. Gọi đến cái hàm thì ở đây ta sẽ có được một cái round. Và round. Ở đây ta sẽ dùng gì? Round. Round user nhé. User. Đó. Bằng gì? Bằng object user. Object user. Đây. Object user. Và sau đó các bạn gọi đến cái hàm gì? Hàm bên này. Hàm bên này ta là hàm tên là gì? User. Ở đây. Ta cần truyền vào cái gì? User. Đây. Rồi. Nếu như có user thì ta sẽ in cái thông tin này ra. Và đây thì sẽ test bằng và gì? À, đúng nha. Đấy. Ra. Thử rồi. Và ta trở lại. Ở trong cơ sở liệu nó chỉ có hai cái tên thôi. Một là tên admin hay là khách hàng. Admin khách hàng Gmail nha. Vậy ta sẽ thử với trường hợp là không có trước này. Trường hợp không có trước nha. Đây. Null. Admin. 123 gì đó. Rồi. Mật khẩu ta chưa cần quan tâm. Ấn. Đây. Null. Nếu như ta gọi chữ admin, rồi mật khẩu chưa cần quan tâm, ok, thì ở đây nó có, đây, admin, a cộng, gmail, các bạn nhìn này, gmail, ấn, nó cũng có luôn, được chưa? Còn nếu như ta gọi chữ khách hàng, thì đây nó cũng có, nhưng nó lại trạng cái kiểu nó null. Có vậy ở đây ta sẽ kiểm tra nếu như cái round này, mà khác đi. Hát nôn có nghĩa là ở đây ta sẽ có user. Vậy ngược lại thì ta không có user. Vậy không có user thì ở đây ta sẽ thực hiện ra gì? Ta sẽ tạo ra một cái biến này. Ở đây thầy sẽ tạo ra một cái biến đó là error. Error. Đấy, bằng nôn. Ok. Và các bạn chỉ cần là gán cái giá trị này cho gì? Cho nó là gì? Ở đây. Và các bạn gán bằng. Được chưa?
Đấy, các bạn đưa thầy một cái thẻ Spark, thẻ deep đi. Được chưa? Và các bạn thay cho thầy một class test, đây là chú ý khi dấu nhận đơn test thì banners màu đỏ nha. Và đây ta sẽ hiện ra cái thông tin là gì, tên đăng nhập không gì tồn tại. Ok, và ở đây ta sẽ thực hiện in cái biến này tại cái vị trí này. Do cái biến này ta để ở ngoài cái trường hợp này, do vì khi chạy vào ứng dụng thì cái này nó bằng null, do vậy ta cứ in thôi. Các bạn cứ in ở đây. Đó, in ở vị trí này, hay cho đấy, do vậy không cần kiểm tra cái biến này nhé. Các bạn chạy lại, khi trường hợp mà chạy lên đâu, ví dụ chạy lên đâu đấy, thì nó không báo gì hết này. Khi ta ấn này, đấy, tên đăng nhập không tồn tại. Ok, và để cái này hạn chế cái việc là người sử dụng chưa nhập mà nó vẫn được, thì các bạn thêm chữ required. Đấy, các bạn thêm chữ required. Ok, là cái này gọi là bắt buộc phải nhập nhé. Ok, giờ ta chạy lại đây. Nếu như người dùng mà không ấn cái gì hết, ấn đây, thì nó bắt buộc phải ấn thì bắt đầu mới gì đăng nhập. Ok, tên đăng nhập không tồn tại, admin. Đấy, cái này có đúng không, có thì nó lại báo là gì, không có gì hết. Ok, vậy cái trường hợp này đây, thì tài user này có rồi nhưng mật khẩu sai, vậy ta chỉ cần là gì, ta chỉ cần kiểm tra thôi. Nếu như user này đó, mà ta lấy ra cái gì, lấy ra password này. Nhớ là đây ta sẽ lấy ra cái giá trị password của user đó, lấy ra password và ta lấy ra cái giá trị password của user đó. Đó, và ta kiểm tra xem có bằng cái password mà người ta nhập từ form không. Đó, nếu như bằng thì ở đây ta sẽ gì, thực hiện login, đăng nhập thành công. Ok, và ngược lại có nghĩa là mật khẩu ở đây không chính xác, thì ta copy cái này, ta ném vào đây, ta sửa lại là gì, mật khẩu không chính xác, nhớ là đừng có mật khẩu không tồn tại nhé, mật khẩu không chính gì chính xác. Ok, đấy. Vậy ta thử lại này. Ta thử lại nha. Ta sẽ gọi admin chính xác này, admin được chính xác, gọi tâm bày đấy. Ok, và đăng nhập đấy, thì các bạn thấy mật khẩu không chính xác. Ok, còn cái mật khẩu thì ở đây các bạn phải đổi lại cho thầy cái kiểu này nhá. Kiểu chúng ta đó là kiểu là password, thì khi mà các bạn gõ password nhá, password nhìn ta gõ password mà nó ra trừ thì nó lồ hết thông tin này. Đây ta sẽ gõ lại này. À, admin. Đây các bạn gõ 1 2 3 4 5 6 7. Ok, thì đăng nhập. Ok, nó bảo là mật khẩu cũng chính xác. Ok, vậy mật khẩu đây là mật khẩu gì, thì ở đây các bạn muốn tạo mật khẩu thì các bạn chỉ cần là sửa một tin này thôi. Đây các bạn chỉ cần là edit này. Đây, đây các bạn gõ lại cái password đây, ví dụ thầy gõ password 1 2 3 4 5 6. Nếu như các bạn mà ấn nút lưu đây go này, thì ở đây nó vẫn hiện ra password là 1 2 3 4 5 6. Vậy để mà password 1 2 3 4 5 6 này nó chuyển ra mã hóa, thì ở bên này có một cái mục là bên này, các bạn chọn ở đây SHA1 đây, các bạn chọn SHA1 đây. Ok, và khi các bạn ấn thực hiện gì go đấy, thì ở chỗ này nó sẽ đi mã hóa thành password nha. Ok, vậy để ta gọi lại password admin 1 2 3 4 5 6. Ok, và các bạn đăng nhập, thì cái lỗi này không báo lỗi nữa, có nghĩa là thành công. Vậy khi đã thành công ở chỗ này thì ta làm nhiệm vụ, đó là gán cái biến session này, thế là ta đang kiểm tra cái biến này. Vậy ta sẽ gán giá trị cho biến session này. Đấy, gán giá trị cho biến session này thôi. Các bạn chỉ làm một nhiệm vụ đơn giản, đó là gán giá trị session này. Và biến này sẽ nhận giá trị. Người chú ý start cái này thì cây này mới gán được nha. Được chưa? Và đây ta sẽ gán là lấy cái tên user đi, được rồi. Ok, lấy tên user cũng được. Đấy, và ở đây thầy sẽ lấy thêm một số thông tin khác, như kiểu là full name thầy muốn lấy cái thông tin của đây thầy muốn lấy cái này đây, ví dụ đây là tên đăng nhập, full name là cái này, full name đây, thì ở đây thầy sẽ lấy cái trường full name ở trong cái mẫu tin này. Đó,
full name. Đó. Và tương tự ở đây thầy sẽ lấy một số thông tin khác nhé. Lấy thông tin khác. Ví dụ ở đây thầy muốn lấy cái thêm cái là full name. Đấy, ok. Và đây thầy sẽ lấy email. À, thầy sẽ lấy email. Email. IMG. IMG của người này. Vậy thầy sẽ lấy cái trường này. Được chưa? Và cuối cùng thầy sẽ lấy cái thằng ID. Đấy. Do vậy ở đây là email. 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 Và ở đây thầy sẽ lấy user ID nữa nhé. ID. Ở đây sẽ lấy gì? ID. Đó. Và sau khi mà đăng nhập thành công thì ta thực hiện chuyển hướng gì? Hướng trang. Đấy, hướng trang thì các bạn chỉ cần là hướng trang. Và hướng trang sang đâu? Sang gì? Location. Và các bạn chuyển hướng trang sang gì? Index nhé. .php. Có nghĩa là ta sẽ chuyển hướng trang sang gì? Sang cái này. Ok, rồi ta trở lại. Đấy. Đấy, các bạn thấy nó chuyển hướng trang cái này, được chưa? Vậy sang cái này thì giờ ta cần bị thiết kế giao diện cho trang quản trị của cái này nhé. Vậy ta sẽ cần bị thiết kế giao diện cho trang quản trị. Đấy. Vậy để mà thiết kế trang quản trị thì khi mà ta gọi cái này rồi thì giống như cái trang này, giống cái này, giống như à, được rồi ha. Rồi thứ tư nhé. Thì ở đây chú ý thầy để là login thành công này. Và thầy đã xử lý chức năng login này. Tạm thời thầy ngắt cái video đi. Thầy chuyển